Bây giờ thầy đọc sơ lược cái giáo án tu tập của đạo Phật. Một người có đủ duyên được đọc kinh sách của đạo Phật, thấy được chân lý của đạo rất thực tế và cụ thể, hướng dẫn con người tu tập thoát khỏi kiếp sống trầm luân khổ đau bằng sức tự lực của chính mình, nhất là làm chủ được sự sống chết theo ý muốn và còn chấm dứt được sự tái sanh luân hồi. Vì thế, khi bắt đầu đến với đạo Phật để trở thành người đệ tử của Phật chân chính, quý vị phải từ bỏ 6 nghề nghiệp sanh sống. Bây giờ thầy sẽ giảng cái đoạn này cho quý thầy thấy rằng, khi một cái người mà chưa biết Phật pháp gì hết thì có đủ một cái duyên nào đó, thì cái vị này được đọc một cái cuốn kinh Phật. Như thầy thường nghe các Phật tử có nói, con từ hồi nào tới giờ chẳng biết Phật pháp gì hết. Một hôm con được một người bạn trao cho cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm. Rồi con đọc cuốn kinh Thủ Lăng Nghiêm, con thấy đạo Phật sao mà hay quá tuyệt. Cho nên từ đó con hướng tâm đến đạo Phật. Rồi con được đi nghe thuyết giảng hoặc là mua thêm những loại kinh sách cần thiết, con tham cứu và nghiên cứu. Từ đó con rất thích thú đạo Phật. Đó là những người có cái duyên may được đọc một cuốn kinh như kinh Thủ Lăng Nghiêm, kinh Kim Cang, kinh Pháp Hoa, như toàn bộ giáo lý A Hàm hoặc là kinh Nikaya. Thì tất cả những người mà có duyên mà được đọc được kinh sách của Phật thì người ta có cái tâm hướng đến đạo Phật. Nếu mà những người mà chưa có duyên được đọc kinh sách Phật á, thì họ chưa hiểu đạo Phật như thế nào. Vì vậy mà giáo đầu vào cái sơ lược của giáo án này á, thì thầy đã ghi nhận khi mà có đủ cái duyên thì chúng ta mới có đến được cái đạo Phật, mà không có đủ duyên thì chúng ta không có đọc kinh sách Phật, cho nên chúng ta không có biết đạo Phật như thế nào. Vì thế mà khi mà có đọc kinh sách Phật á, thì thứ nhất á, là cái người mà muốn đi vào cái con đường chân chánh của đạo Phật á, thì người ta phải nghĩ đến cái đời người á, nó khổ, và ta làm sao mà thoát khỏi được cái cảnh khổ đó, đó. Cho nên mà bằng cái sức tự lực của mình, nghĩa là thoát khỏi cái cảnh khổ của con người á, mà bằng cái sức tự lực của mình, chứ không phải là bằng cái tha lực của người khác. Cho nên nhiều khi chúng ta đọc những kinh sách, nhưng mà có những loại kinh sách á, nó đọc đến chúng ta thấy phải nhờ cậy đến một cái tha lực để mà hỗ trợ cho chúng ta trên con đường mà để đến được cái sự giải thoát. Thì trái lại, thì khi mà nghiên cứu đọc nhiều kinh sách của Phật thì chúng ta thấy hầu hết là đạo Phật là đạo tự lực cứu chính mình, chứ không phải là tha lực. Một phần nhỏ, có những cái bản kinh nhỏ thì nói về tha lực thôi, nhưng chúng ta không nói đến cái bị gì. Cái tha lực á, nó trợ giúp cho cái người mới tu, còn cái người mà tu lâu á thì nó phải tự lực. Cho nên dù sao thì kinh sách mà tha lực nó rất ít ở trong cái kinh sách mà tự lực. Vì vậy mà hôm nay khi mà chúng ta đến với đạo Phật á, thì Đức Phật dạy chúng ta cái đầu tiên của chúng ta đó là phải bỏ 6 cái nghề nghiệp mà chúng ta đang sinh sống. Nghĩa là chúng ta bỏ, tức là chúng ta đổi cái nghề, chúng ta làm cái nghề khác, không có nên làm cái 6 cái nghề này. Vậy thì 6 cái nghề này là nghề gì? Mà Đức Phật phải nói khi mà đến với đạo Phật á, thì không nên hành những cái nghề này. Có bản kinh thì Đức Phật nói có 5 cái nghề không nên làm, nhưng mà thầy thấy 6 cái nghề này thì nó tạm đủ. Có chỗ thì Đức Phật có nói có cái nghề bán thuốc độc thì không nên bán thuốc độc. Thì nhưng thầy thấy cái chỗ mà những cái điều kiện mà có những cái bài kinh mà nói như vậy, thầy thấy cái vấn đề mà người tu theo đạo Phật á, thì chắc chắn là không ai bán thuốc độc. Cho nên thầy chọn lấy 6 cái nghề nó phù hợp với cái tâm từ bi của đạo Phật. Thì 6 cái nghề đó thầy sẽ đọc cho quý vị nghe. 1. Không làm nghề săn bắn. Nghĩa là cái người mà muốn đến với đạo Phật thì không được làm cái nghề săn bắn, như đi vào rừng săn bắn nai hưu là khỉ hoặc chồn treo chim chóc thì không được làm cái nghề đó. Nghĩa là không có làm cái nghề săn bắn
thú vật và chim muông. 2. Không được làm nghề chài lưới, tức là không được làm cái nghề mà bắt cá, dù là đi câu, dù là đặt rọ, đặt hoặc là chài lưới ở ngoài sông ngoài biển, thì cái nghề đó thì coi như là phải đổi cái nghề khác, không được làm cái nghề đó. 3. Không được làm cái nghề buôn thịt sống. Ở trong cái có một cái chỗ Phật nói có 5 cái nghề, thì Đức Phật nói không được làm, không được buôn bán thịt, chứ không nói thịt sống. Nhưng mà có chỗ thì nói thịt sống, có chỗ thì nói thịt chín. Thì tất cả những cái chỗ này thì theo thầy nghĩ rằng có khi Đức Phật nói 5 cái nghề mà nói không bán thịt, thì trong đó có thịt sống và thịt chín. Còn ở đây muốn ghi cho rõ ràng thì vì cái bán thịt sống nó khác mà bán thịt chín nó khác. Bởi vì thịt chín họ nấu thành thực phẩm, mà thịt sống thì nó còn để nguyên. Cho nên khi một người mà đến với Đạo Phật thì phải đổi cái nghề mà buôn bán thịt sống này. Rồi cái số 4 thì không được làm nghề buôn bán thịt chín, tức là nấu thành phở, cháo lòng, hủ tiếu rồi đó. Đó là những cái mà đó là thịt chín. 5. Không được làm nghề buôn bán rượu. Không được làm nghề buôn bán rượu, vì bán rượu làm cho người ta nghiện gặp say xưa, rồi người ta không còn cái trí thông minh, cho nên họ có thể chửi mắng hàng xóm hoặc là làng xóm, hoặc là chửi vợ mắng con, hoặc là tạo những cái cảnh bệnh tật, say xưa nằm ngoài đường, ngủ xưa ngủ tiếc. Do vì vậy đó mà Đức Phật cấm không có làm cái nghề bán rượu, vì mình bán rượu là đem đến cái chỗ mà say xưa cho người khác. 6. Không được làm cái nghề buôn bán người, tức là mãi nô đó, bán nô lệ đó. Thì trong cái thời Đức Phật chắc chắn là cái nghề này chắc có chứ không phải không, cho nên Đức Phật cũng có cấm mà không bán. Nhưng chúng ta thấy cái nghề buôn bán người nó có nhiều mặt, như thí dụ như người ta thấy như những người mà đi bán thân để mà nuôi sống hàng ngày thì cũng là bán người đó. Thì tất cả những cái nghề nghiệp đó như vậy thì theo thầy nghĩ rằng khi mà đến với Đạo Phật thì chúng ta phải thanh tịnh thanh tâm của mình, chứ không nên làm những cái nghề đó mà buôn bán thân người mà như vậy. Thì bán nô lệ rồi bán cái chuyện mãi dâm rồi đó thì không nên làm những cái nghề đó. Cho nên tất cả những cái nghề đó thì chúng ta đổi qua những cái nghề khác mà làm, vì vậy nó có cái thanh tịnh trong sạch hơn. Thì cái phần mà 6 cái nghề này thì trong cái giáo án thầy có ghi chú thêm là cái phần này để cho chúng ta thấy rõ là cái chỗ mà bán thịt chín á, để chúng ta thấy chỗ mà Đức Phật trong cái bài kinh Jivaka đó, thì Đức Phật có nói đến cái đoạn này mà thầy thấy rất là sâu sắc. Trong kinh Đức Phật, khi Đức Phật dạy á, khi thọ dụng thực phẩm động vật á, phải không thấy, không nghe, không nghi. Nghĩa là Đức Phật nói khi một tu sĩ á, một người mà ăn thịt động vật á, thì cái thịt động vật đó thì phải không thấy, không nghe và không nghi. Mà tâm còn phải dùng cái lòng từ bi á, biến mãn khắp mười phương đối với tất cả chúng sanh. Nghĩa là lúc bây giờ ăn một cái thực phẩm nào đó thì tâm của chúng ta phải phải có cái sự thương yêu đối với khắp cùng, đối với chúng sanh khắp cùng trong mười phương. Thì quý thầy nghĩ khi mà chúng ta ăn một cái miếng ăn mà chúng ta, cái miếng ăn của chúng ta mà nếu mà có một cái sự đau khổ trong đó thì có cái gì, có cái từ bi ở đâu mà biến mãn khắp mười phương được. Cho nên cái ý này rất là tuyệt vời ở trong cái ăn chay, mà trên cái sự ăn chay nữa. Ăn chay, ăn trong cái miếng ăn của chúng ta nó phải có cái tâm từ bi. Vậy thì trong cái món ăn, cái thực phẩm của chúng ta ăn, nó không có thực, không có thịt động vật ở trong đó, nó toàn là hoa quả trái cây hay hoặc là những cái món ăn mà không có sự đau khổ trong đó, nhưng chúng ta vẫn phải biến mãn cái tâm từ bi của chúng ta đối với tất cả những người mà làm ra cái của cải đó, chứ không riêng gì mà cái thực phẩm của độc vật đó. Thì hôm nay giải thích cái chỗ này chúng ta mới thấy cái ý nghĩ của Đạo Phật rất là tuyệt vời. Khi chúng ta ăn miếng ăn là chúng ta đã nghĩ đến cái công lao của người đàn na thí chủ trước tiên, mặc dù là món ăn đó là món ăn chay, không có sự giết hại chúng sanh. Còn cái món ăn đó mà có sự giết hại chúng sanh thì nó nằm ở trong ba cái điều kiện mà Phật đã đặt: không thấy, không nghe và không nghi. Cho nên bắt đầu mà đi vào trong con đường của Đạo Phật thì chúng ta thấy không được làm 6 cái nghề, thì chúng ta thấy quả là chúng ta muốn đến với Đạo Phật là chúng ta phải từ giả những cái nghề mà gọi là không phải là chánh nghiệp, nó thuộc về tà nghiệp, cho nên nó có sự đau khổ ở trong đó, nó có sự chết chóc, nó có sự giết hại.
mà cái giới luật của Phật á, thì quý thầy thấy cái giới thứ nhất á, là không sát sanh, không giết hại chúng sanh, không vui theo với người mà giết hại. Cho nên ở đây chúng ta phải thực hiện cái tâm từ bi mà Đức Phật đã ghi nhận ở trong cái chỗ này. Vì vậy mà khi mà muốn đến với đạo Phật thì chúng ta phải đến với thực hiện với lòng từ bi của mình, là từ giả, không làm sáu cái nghề mà thầy đã kể ở trên. Đây là cái giai đoạn thứ nhất ở trong cái bước đường tu tập. Nghĩa là cái người muốn tu tập theo đạo Phật, muốn hướng đến với đạo Phật thì chúng ta phải từ giả sáu cái nghề, phải đổi sáu cái nghề đó, không còn hành sáu cái nghề đó nữa. Thì như vậy là chúng ta phải có một sự suy tư rất kỹ. Nhiều khi chúng ta làm cái nghề đó mà chúng ta không thấy rằng trong cái nghề đó tạo nên cái sự đau khổ, rồi nuôi cái thân của chúng ta như ở trong Bát Chánh Đạo, thì như quý thầy đã thấy, nuôi cái chánh mạng của chúng ta bằng những cái đau khổ. Mặc dù là chúng ta không, chúng ta ăn chay, chúng ta không ăn thịt, ăn thịt chúng sanh, ăn thịt động vật, nhưng chúng ta làm cái nghề nó không tốt, chúng ta vẫn nuôi cái thân mạng của mình, nó chưa phải là chân chánh đâu, không phải là chánh mạng đâu. Cũng như bây giờ chúng ta làm cái nghề ăn trộm đi, chúng ta lấy của của người ta, rồi chúng ta mới bán cái của đó đi, chúng ta lấy tiền đi, rồi chúng ta mới đem về mua gạo, mua thóc, mua được thực phẩm, rồi chúng ta mới sống. Thì như vậy là chúng ta lấy từ cái chỗ mà tham lam trộm cắp đó đó mà đem lại bằng cái thực phẩm để mà nuôi thân mình, thì như vậy mình có nuôi chánh mạng mình không? Đó là tà mạng chứ không phải chánh mạng. Vì thế mà khi đến với đạo Phật thì chúng ta phải nuôi thân mình nó phải bằng những cái nghề chân chính, bằng cái hành động chân chính, chứ không phải bằng cái hành động mà không chân chính được. Đó là cái giai đoạn thứ nhất của bước đường mà tu tập theo đạo Phật. Nó chưa phải là cái người xuất gia, mà đây là cái người cư sĩ muốn đến với đạo Phật, muốn hiểu với đạo Phật bằng một cái tự lực cứu mình như ở trên mà thầy đã nói. Thì bây giờ chúng ta phải chuyển những cái nghề nghiệp cho lương thiện, cái nghề cho chân chánh, chánh nghiệp, chứ không nên mà ở trong những cái tà nghiệp, ở trong cái nghề nghiệp mà có sự đau khổ, có sự chết chóc ở trong đó, thì đạo Phật không chấp nhận cho những người đó trở thành những người đệ tử của mình. Mặc dù Đức Phật không nói ra điều này, nhưng những người mà còn hành cái nghề đó mà không có thực hiện được, thì dù có đi theo con đường của Phật, đi tu đến cái mức thiền định nào đi nữa, thì vẫn xem cái người này vẫn là tu theo cái đường lối của thiền, của ngoại đạo, của tà đạo, của tôn giáo, của ngoại đạo, chứ không phải là của chính Phật, đạo Phật. Vì cái cơ bản bắt đầu nó phải thực hiện từ cái tâm từ bi, mà sáu cái nghề này chúng ta thấy từ cái chiếc áo cư sĩ phải hành nghề mà sống. Thế mà chúng ta hành nghề không lương thiện, không lương thiện ở đây có nghĩa là hành nghề giết hại, làm đau khổ chúng sanh, đem đến những tai họa cho chúng sanh. Ví dụ như cái nghề bán rượu là cái nghề có thể đem lại cái tai họa, cái sự đau khổ cho người khác. Khi một người say rượu, họ không có từ một cái gì mà họ không làm, cho nên cái nghề này thì tức là không được làm. Và sáu cái nghề này chúng ta thấy rõ ràng là cái người theo đạo Phật thì không nên làm. Đó là cái giai đoạn thứ nhất mà chúng ta muốn bước chân vào đạo Phật thì chúng ta phải từ giả những cái nghề này. Bởi vì cái giáo án của Phật nó phải đi từng cái chỗ mà chúng ta làm được. Cũng như bây giờ chúng ta đang làm cái nghề chài lưới, mà chúng ta thấy rằng mình muốn hướng đến con đường của đạo Phật thì mình phải thay đổi cái nghề mà đi bắt cá này đi. Thì bằng cách là chúng ta đổi cái nghề đó ra cái nghề thợ mộc, được không? Được. Còn bây giờ cái người đó họ đang buôn bán thịt nè, thì bây giờ họ đổi cái nghề đó, họ đi buôn bán hoa quả được không? Được. Họ buôn bán hàng giải được, có sao đâu. Đức Phật đâu có cấm họ làm cái nghề để mà họ sống. Nhưng mà cái nghề nó không có phải là cái nghề đau khổ, cái nghề tạo nên những cái sự đau khổ cho chúng sanh. Mà cái sự đau khổ cho chúng sanh tức là mình tạo nên cái nghiệp ác, do đó thì mình cũng phải thọ lấy những cái đau khổ đó. Cho nên vừa tránh đau khổ cho chúng sanh mà cũng vừa tránh sự đau khổ cho chính bản thân của mình. Vì vậy ngay từ cái bước đầu, cái phương pháp mà tu tập đầu tiên tức là cái phương pháp đổi nghề. Các thầy có thấy cái chuyện đó dễ làm không? Đâu có khó làm. Mình thấy cái chuyện cái nghề nghiệp đó không làm được thì mình chuyển qua cái nghề khác, thì cái chuyện đó quá dễ rồi, đâu có gì mà phải khó. Cho nên đạo Phật nó thực tế và cụ thể, chứ không phải chúng ta chỉ vô chùa rồi tụng kinh niệm Phật rồi hằng ngày ngồi thiền niệm chú, đó là tu đâu. Chính chúng ta đổi nghề là chúng ta đã tu rồi đó. Cái hành động đó là hành động tu. Cũng như mấy ngày hôm nay quý thầy đến đây, quý thầy thấy nè, chúng ta từ cái đến cái giờ ăn mà của chúng ta đó,
mà chúng ta đứng từng tự để rồi chúng ta chào nhau, rồi từng tự chúng ta đi lần lượt mà mỗi người đều đến cái xô cơm để mà khất thực từng bát cơm của chúng ta để đến giờ chúng ta ăn cơm. Trong cái thời gian đó có thể 30 phút hoặc 1 giờ, nhưng chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta tu hành được những gì? Chúng ta sẽ tu được hạnh nhẫn nhục. Nếu một người mà ở ngoài đời họ bước lên mâm cơm là họ lo họ ăn rồi, chứ họ đâu có nghĩ rằng họ đứng như vậy được. Còn chúng ta thì vẫn thản nhiên trước những cái sự, trong khi chúng ta ăn ngày có một bữa mà giờ đó chúng ta vẫn thản nhiên đứng một cách rất là tự tại. Chúng ta lần lượt chứ không tranh giành nhau. Thì ở ngoài đời khi mà một số người đông đảo như vậy thì trước cái ăn, trước cái mặt của họ, họ giành giật, họ chen lấn nhau. Như bây giờ chúng ta đi lên xe, chúng ta cũng vẫn chen lấn với nhau bằng cách này bằng cách khác. Cho nên chúng ta tu tập ngay từ những cái điều kiện mà chúng ta tập như vậy đó, đó là chúng ta đã tu tập theo đạo Phật rồi đó. Qua những cái hành động ở đây mà chúng ta tu tập, chúng ta thấy rất rõ, vừa tập được nhẫn nhục, vừa tập được cái sự từng tự của cái hành động của chúng ta trước cái giờ ăn của chúng ta mà chúng ta không có gì vội vàng. Còn không á, tâm của chúng ta lúc nào cũng có cái sự vội vàng đó. Ra bến xe mà thấy cái xe đến á, thì chúng ta ào ào giành nhau mà chạy lên. Không lẽ cái xe đó nó bỏ chúng ta sao mà chúng ta lật đật vậy? Từng tự mà chúng ta đến chứ, nó rước chúng ta thì nó có ăn tiền chứ, nó đâu phải cho chúng ta. Thế mà tại sao chúng ta lại lật đật lên trước, chen với nhau? Như vậy là chúng ta chưa có cái kiên nhẫn của một người tu tập. Cho nên ở đây chúng ta từng tập luyện như vậy, gọi là trên cái bước đường tu tập của chúng ta, để làm cho chúng ta có những cái sức kiên nhẫn của nó. Thì cái việc làm mà đầu tiên của cái giáo án này, cái bài học mà đầu tiên để tu tập, thì chúng ta phải nhớ rõ ràng là chúng ta thay đổi nghề nghiệp, thay đổi cái nghề nghiệp, làm cho cái nghề nghiệp chúng ta nó được trong sạch, được thanh tịnh, không có đau khổ, không có chết chóc trong đó. Đó là cái bước đường tu tập đầu tiên. Khi đã thay đổi nghề nghiệp ác bằng những nghề nghiệp lương thiện, quý vị phải đặt trọn niềm tin ở Đức Phật, ở Pháp của Đức Phật, ở chư Thánh Tăng đệ tử của Đức Phật và ở giới luật của Đức Phật. Nghĩa là đến cái giai đoạn thứ hai này, nếu mà chúng ta không tin đạo Phật, không tin Phật thì làm sao mà chúng ta đổi, thay đổi cái nghề nghiệp? Do đó chúng ta đã có tin, nhưng niềm tin đó nó chưa sâu. Vì vậy chúng ta phải tin ở Phật như thế nào, ở Pháp của Phật như thế nào, ở chư Thánh Tăng như thế nào và ở giới luật của Phật như thế nào. Muốn niềm tin đó được bền bỉ và lâu dài thì kết quả giải thoát ở thân tâm phải được thành tựu cụ thể trong mỗi bước tu tập, mỗi pháp môn tu tập. Nghĩa là cái bước đầu tiên mà chúng ta đổi nghề nghiệp thì chúng ta thấy được tâm hồn chúng ta giải thoát chỗ nào. Nếu thấy được giải thoát thì chúng ta mới có tin ở Phật được, mới có tin ở Pháp của Phật, mới có tin ở các vị đệ tử của Phật, mới có tin ở giới luật của Phật được. Bởi vì khi đổi nghề nghiệp thì bàn tay chúng ta không còn vấy máu nữa. Khi đổi nghề nghiệp chúng ta không còn thấy sự lăn lộn đau khổ của chúng sanh nữa. Và khi đổi nghề nghiệp chúng ta không thấy có những người mà say rượu ở ngoài đường mà chửi vợ mắng con, hoặc là chửi làng chửi xóm. Khi đổi nghề nghiệp thì chúng ta thấy tâm của chúng ta thanh thản, và từ đó chúng ta biết thương yêu mọi người hơn, biết thương yêu chúng sanh hơn. Do cái chỗ mà chúng ta thấy cái bước, cái giai đoạn đầu tiên mà chúng ta tu tập đổi nghề nghiệp, chúng ta đã thấy được cái tâm hồn của chúng ta sau một thời gian thay nghề đổi nghiệp, thì chúng ta vẫn thấy cái cuộc sống mình vẫn bình thường, không đến đổi mà sa sút, và đồng thời còn có thể thấy càng ngày càng phát triển hơn nữa. Không phải như còn hồi đi còn chài lưới, đi bắt cá. Nhiều khi khi còn làm cái nghề chài lưới ở ngoài sông, ngoài biển, thì trong gia đình khi thấy trận bão hay mưa gió là lo lắng cho người thân của mình đang làm những cái nghề không biết chết nay chết mai. Do cái sự đau khổ, do cái sự lo lắng của người thân của mình đó, cho nên chúng ta xét thấy từ cái ngày đổi nghề gia đình không còn khổ đau nữa. Mỗi lần đi biển mà thấy trời chuyển mưa giông bão
thì người trong gia đình kể như người thân của mình mất mạng ở dưới biển. Đó là cái nỗi khổ tâm nhất của những người mà làm nghề giết hại chúng sanh. Vì cái sự tu tập của cái giai đoạn đầu tiên á, mà cái người mà chịu nghiệm xét thấy á, thì khi mà đổi nghề chúng ta thấy nó có những cái điều kiện may mắn đến cho chúng ta nhiều hơn, vì đó là thiện pháp. Còn khi mà sống ở trong những cái nghề như vậy á, ác pháp như vậy á, thì cái người đó có nhiều cái sự kiện xảy ra cho gia đình của họ mà họ không để ý. Nhưng mà khi bước đến đạo Phật mà đổi nghề thì họ thấy có những cái gì thanh thản hơn, có những cái gì giải thoát hơn trong cái đời sống của họ, là cả gia đình họ chứ không phải riêng bản thân của họ. Cho nên ngay từ cái bắt đầu mà thay đổi nghề nghiệp, người ta vẫn tìm thấy được một cái sự giải thoát ở trong đó. Và như vậy thì quý thầy thấy bước vào đạo Phật thì chúng ta thấy có một sự giải thoát thật sự, chứ không phải chờ 5 năm, 10 năm, 20 năm tôi mới thấy được cái sự giải thoát đó. Cho nên vì có cái kết quả đó làm cho người ta tin tưởng ở đạo Phật. Nếu không có kết quả thì chắc chắn là không bao giờ mà ai tin tưởng. Chẳng hạn nào như quý thầy bây giờ ngồi thiền mà suốt cả 5 năm, 10 năm mà cứ ngồi đó hết vọng tưởng rồi, mà ngồi đó từ 1 giờ đến 2 giờ cho đến 4, 5 giờ mà không thấy tiến tới nữa, thì quý thầy có thối tâm không? Quý thầy chỉ an ủi mình, chắc có lẽ là mình tu chưa có đúng thôi, mãi mình ráng nữa, ráng nữa. 10 năm nhìn lại, ráng quá 10 năm nhìn lại cũng chưa thấy tới đâu hết. Rồi mình lại ráng nữa, 20 năm nhìn lại. Sau mỗi lần có ai động tới tâm là có dễ tham, sân, si, phiền não vậy? Tu hoài mà sao không hết? Ngồi thiền thì 7-8 tiếng đồng hồ thì ngồi được, nhưng mà hơn nữa thì không được. Không thể nào mà một ngày, hai ngày được. Tại sao vậy? Tâm thì có lúc hết vọng tưởng, có lúc thì không hết vọng tưởng. Tại sao nó lu bù vậy? Cho nên vì cái không kết quả đó làm cho tâm chúng ta thối chuyển, hoặc là chúng ta dậm chân tại chỗ. Nhưng chúng ta đã lỡ tu mà bây giờ bỏ thì cũng tiếc, mà lấy thì cũng không được, tới thì cũng khó, mà lui thì cũng khó, làm cho một người tu sĩ lưỡng nan ở trên bước đường tu tập. Còn đạo Phật đến thì ngay đó có sự giải thoát liền, chiêm nghiệm liền được sự giải thoát đó. Thì cho nên cái bước đầu tiên mà chúng ta đã thấy tu tập đó, chúng ta thấy rõ ràng là chúng ta có sự giải thoát. Nếu một người đổi nghề nghiệp, và khi một năm mà thay đổi nghề nghiệp, người đó thấy cả gia đình có hạnh phúc, có an vui hơn trong khi còn làm những nghề nghiệp ác. Thầy tin rằng trong cái luật nhân quả sẽ chứng nghiệm được điều này rất rõ ràng. Dù người đó vô tình, nhưng cái luật nhân quả vẫn đem đến cái phước báo cho những người vô tình đó.